Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 4 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào và các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu. Hưng Yên đón hơn 35.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Tiết kiệm điện năng gắn ý thức trách nhiệm người sử dụng. Công an thành phố Hưng Yên xử lý hơn 30 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm lạng lách đánh võng trên đường. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Đào Hồng Vận thông báo khái quát nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 22 tháng 5, xem xét thông qua 6 dự án luật, dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến 6 dự án luật gồm luật bảo vệ người tiêu dùng, luật đấu thầu, luật hợp tác xã sửa đổi, luật giao dịch điện tử, luật phòng thủ dân sự và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân cùng một số nội dung quan trọng. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp gửi 36 ý kiến đến Quốc hội và Chính phủ và các bộ ngành, đến nay đã nhận được 20 văn bản trả lời 24 trên 36 ý kiến. Cử tri thị xã Mỹ Hào bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác quy hoạch, xây dựng những công trình phúc lợi lớn, nâng cao đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan về đất đai, tái định cư, cơ chế tự chủ trong lĩnh vực y tế và đề nghị bổ sung chức năng của Ban Quản lý Dự án. Hiện nay nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hưng Yên, đã tạm dừng tách thửa hơn một năm nay nhưng chưa biết đến bao giờ cho thực hiện, do đó ảnh hưởng rất nhiều tới quyền sử dụng và nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở, tích tụ đất đai, phát triển kinh tế của người dân. Tại xã Hưng Long hiện nay là ven bờ sông Bắc Hưng Hải, nay ngôi nhà của hộ dân đã lâu năm xuống cấp rột nát, nhiều hộ gia đình muốn nâng cấp xây dựng lại cho khang trang để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt nhưng không được cấp có thẩm quyền nhất trí. Vì vậy, vì vi phạm vào hành lang đê điều, cử tri nhân dân đề nghị Quốc hội có chính sách tái định cư cho nhân dân để có nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các công ty bảo hiểm đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ không bị thiệt hại. Kính thưa các đồng chí, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet, trên hệ thống điện thoại và các trang mạng xã hội có những diễn biến phức tạp khiến cho nhân dân bất an, lo lắng, mong muốn chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương có biện pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh phòng chống và chấn áp các loại tội phạm trên mạng xã hội, internet và viễn thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời Quốc hội sửa đổi luật viễn thông, luật giao dịch điện tử đảm bảo phù hợp, đồng bộ và được quản lý chặt chẽ. Theo quy hoạch, hệ thống đường gom được xây dựng mỗi chiều rộng 7 mét. Theo đó, toàn tuyến đường gom 2 chiều quốc lộ 5 từ Hà Nội đến Hải Phòng hầu hết đã được xây dựng rộng 7 mét. Tuy nhiên, riêng đoạn từ km 29 đến km 32 quốc lộ 5 phía Bắc chiều Hải Phòng Hà Nội, đường gom mới được xây dựng bề mặt rộng 3,5 mét, tức là 3,5 mét. Mặc dù diện tích đất rộng 3,5 mét phía trong, nhà nước đã thu hồi hoàn thành giải phóng mặt bằng từ 25 năm rồi. Cử tri kiến nghị cần sớm thi công tuyến đường gom quốc lộ 5 đoạn gần 3 km trên. Thứ nhất là xin đề nghị sẽ tăng chế độ tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế để tương xứng với đặc thù công việc, đặc biệt là trung tâm y tế tuyến huyện và tuyến xã. Cái thứ hai là kiến nghị bỏ tự chủ với trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, vì báo cáo các đồng chí trang thiết bị thì thiếu, rồi là lạc hậu,
rồi ngoài cái việc khám chữa bệnh thì còn làm những cái việc an sinh xã hội, rồi công tác phòng chống dịch bệnh, rồi an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên chính vì vậy mà không đủ để chi trả cho nhân viên y tế, thế nên là bây giờ mà tự chủ thì thực sự là rất khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, như vấn đề người dân đã từ lâu trong hành lang thủy lợi hệ thống Bắc Hưng Hải, theo quy định từ năm 2017 đến nay, tuyệt đối không được vi phạm, còn những trường hợp ở trước đó chờ ý kiến chính phủ. Giải quyết được như thế nào? Từ năm 2017 ấy, thì Ủy ban Nhân tỉnh có kế hoạch 93 thì có xử lý trước cái đoạn, thì có thể nói là đề nghị với lại Trung ương có cái cơ chế để tái định cư. Và vì nguyên tắc mà đã bố trí đất cho nhân dân thì buộc phải đấu giá theo quy định. Thế mà tái định cư cho những cái hộ mà vi phạm này thì chưa có, nên là đề nghị Trung ương là đúng rồi. Chỉ có chính phủ cho phép tỉnh Yên là cho tái định cư, nếu được thế thì tỉnh mới dám làm. Là liên quan đến đường gom quốc lộ 5 thì tôi cũng xin báo cáo với cử tri là thế này. Về mặt chủ trương ấy, cái đường gom của tỉnh Hưng Yên của chúng ta rất nhiều, rất lớn, tức là gần 30 km đường gom hai bên. Nên riêng nội dung này thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo những đoạn nào dễ làm trước, khó làm sau. Tức là không có nhiều các hộ dân cả lấn chiếm đường gom cả. Thế còn đoạn nào mà có mặt bằng sẵn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bổ sung đầu tư công trình để giải quyết cái đường gom đó. Thì nội dung này thì chúng tôi sẽ giao cho Sở Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra rà soát toàn bộ các ý kiến của ngành y tế đấy, tức là đề nghị là bỏ cái cơ chế tự chủ, bỏ cái tự chủ của các cái trung tâm y tế các huyện đấy. Thì phải nói thế này, theo nghị quyết 18-19 của Trung ương là giai đoạn 21-25 là yêu cầu là phải giảm 10% đầu mối các cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập và 10% viên chức. Thì tất cả các ngành mà có các đơn vị công lập đều phải giảm đầu mối, chỉ có mỗi cách là tăng cường tự chủ đó. Yêu cầu đồng chí giám đốc Sở Y tế cũng rất là quan tâm đến ý kiến cử tri, khẩn trương là đấu thầu mua sắm thiết bị để đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Tô Lâm thông báo khái quát tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và những tác động trực tiếp đến nước ta, những cố gắng của Đảng, Chính phủ trong chỉ đạo điều hành đảm bảo tốt quốc phòng an ninh trật tự và duy trì phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự phải được bắt đầu từ xã phường. Đồng chí đề nghị từng người dân nâng cao nhận thức, chung tay cùng cơ quan chức năng, cùng địa phương để tăng cường công tác quản lý, giảm tối thiểu các vi phạm pháp luật. Đại tướng Tô Lâm đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Về cái băn khoăn trước cái tình trạng mà cái lừa đảo rồi là chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội diễn biến phức tạp, thì báo cáo với đồng chí là đây đúng là cái quả thật, chứ không phải cái internet này nó chuyển đổi cả một cái giao dịch, tác động cả vào cái đời sống xã hội. Từ công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, bây giờ tất cả ai nếu có thông tin gì là đều đưa lên mạng hết và coi như đây là dư luận. Thế thì đầu tiên là những người mà sử dụng cái này thì cũng phải biết là đấy, phải nâng cao được cái giác ngộ. Tất nhiên đối với nhân dân thì rất khó qua những cái việc đó. Thế thì chính là bọn tội phạm lợi dụng cái vấn đề này đấy, để nó phá hoại. Thế rồi là tội phạm nữa là nó lợi dụng vào cái lừa đảo, cái cờ bạc. Đấy, thì cái này trong cái trách nhiệm chung đó, có trách nhiệm của lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Quốc hội đấy, ban hành những cái quy định đấy, luật về an ninh mạng cũng quy định rồi. Cái đấu tranh phòng chống tội phạm trên mạng cũng có quy định rồi. Thế rồi những cái thông tư, những quy định bảo vệ những cái dữ liệu cá nhân cũng đã được chính phủ thông qua rồi. Đấy, những cái nghị định như vậy. Vì bây giờ cứ vào mạng là xem nộp thông tin của mình cho các cái lực lượng khác. Đấy, họ sẽ khai thác, họ sẽ vận dụng vào trong cái việc này. Vì bây giờ nó không phải là cá nhân ai làm cái việc này, mà đây nó áp dụng công nghệ cao vào trong những cái việc này. Rồi nó dùng robot mạng, dùng cái chế độ tự động để nó nhân ra, nó làm ra rất nhiều người. Thế nhưng mà mình thì chủ yếu là người thì xem thôi, lướt ở trên thông tin thôi. Thế còn bình luận cũng ít lắm, những kẻ chống đối thì nó bình luận nhiều, còn những người mà xem tin thì chả ai bình luận cái gì, cũng không ai lên án, không ai đấu tranh. Thế mà đặc biệt là với những cái tội phạm trên cái trang mạng xã hội, đây là vấn đề bức xúc của quốc tế rồi, của thế giới rồi, chứ không phải của riêng của nước ta đâu. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các nước để giải quyết những vấn đề này. Cử tri đại diện cho thanh niên có nói về kiến nghị của Quốc hội các cơ quan chức năng để mà kiểm tra thanh tra các công ty bảo hiểm.
để bảo vệ cái quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ mà không bị thiệt hại, thậm chí là bị lừa đảo. Thì đúng là cái chỗ này chúng tôi cũng suy nghĩ chung ở trong cái tầm của quốc gia, thì chúng ta thấy chính sách về bảo hiểm là rất nhân đạo và rất hay. Đấy, những người giàu hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, những người khỏe mạnh, lành lặn thì hỗ trợ cho những người bệnh tật, những người ốm đau, mỗi người một ít. Thì nó hình thành lên cái thị trường bảo hiểm thôi. Thế rồi mình lúc đang tuổi, mình lao động, mình làm việc, mình dành dụm một ít tiền để bảo hiểm, để nay mai lúc mình về già, mình về hưu, đấy, mình không còn sức lao động nữa thì mình vẫn có cái tiền lương bảo hiểm để mình lo lắng trong cái tuổi già. Đây là một chính sách nhân đạo hết sức phù hợp mà đã làm. Thế nhưng mà đúng là công tác quản lý của chúng ta, sử dụng bảo hiểm của chúng ta đang rất có vấn đề. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến này để sẽ nghiên cứu và báo cáo Quốc hội. Về mặt chiến lược chung thì cũng phải có những cái để mà quản lý cái bảo hiểm này thật tốt. Đại tướng Tô Lâm cũng dành thời gian tuyên truyền về lợi ích, tính tiện ích của việc triển khai thẻ căn cước công dân điện tử và việc xây dựng xã hội điện tử, hiệu quả đạt được từ những giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho các trường học ở thị xã Mỹ Hào. Tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mỹ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn, đã nghe cử tri ý kiến, kiến nghị ở 6 lĩnh vực. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị cần có chế tài xử lý nghiêm tình trạng một số đối tượng, nhóm đối tượng lợi dụng niềm tin của nhân dân để chuộc lợi bằng hình thức bán hàng đa cấp, gây hoang mang dư luận, tăng cường giải pháp ngăn chặn tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và kiểm soát chặt chẽ tình trạng bán hàng không đảm bảo trên các trang mạng xã hội. Cử tri cũng đề xuất cần có quy định cụ thể về giá đất thu hồi phục vụ các dự án, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội, có cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động để giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần và sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực do tỉnh Hưng Yên quản lý, đồng thời thông báo tới cử tri huyện Yên Mỹ tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022 và quý 1 năm 2023. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tới và chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cũng trong buổi sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quái Châu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quái Châu kiến nghị một số vấn đề về luật hợp tác xã sửa đổi, xem xét điều chỉnh nghị định 34/2019 cho phù hợp cùng một số ý kiến đề nghị tỉnh đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông, tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Quái Châu, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp gửi kỳ họp Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông báo tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại hội trường 408 trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 âm lịch và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các khu di tích điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đón hơn 35.000 lượt du khách. Du khách đến Hưng Yên dịp này chủ yếu là khách nội địa tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại một số điểm du lịch nổi bật như các khu di tích trên địa bàn thành phố Hưng Yên, Hồ Bán Nguyệt, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt, khu đô thị Eco Park và những người con xa quê về thăm quê hương.
doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 30 tỷ đồng. Các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn. Cơ bản các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch, việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc, hình ảnh du lịch của Hưng Yên được quảng bá rộng rãi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày hôm nay, các thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Theo đó, gần 15.000 thí sinh đang học lớp 12 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thising.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại trường. Thí sinh chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng. Trước đó, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2023, các trường phổ thông cấp cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi. Các thí sinh được thử đăng ký dự thi trực tuyến. Với thí sinh tự do, thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua tại một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, không khí lao động diễn ra sôi nổi với quyết tâm cao của các đơn vị thi công nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng và đáp ứng tiến độ được giao. Để sớm thông tuyến giai đoạn 2, dự án tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, đơn vị thi công vẫn huy động nhân lực máy móc tăng ca để nhanh tiến độ trải thảm nhựa. Đến nay khối lượng thảm đạt khoảng 95% kế hoạch giao và đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tiến độ hiện tại bây giờ chính này đã thi công được khoảng 85-90%, mặt đường thì là gần như là đã hoàn thiện, còn khoảng 500m là đang cố gắng hoàn thiện. Tại dự án nâng cấp mở rộng Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn từ huyện Văn Giang đến huyện Yên Mỹ, nhà thầu thi công đã trải thảm nhựa được 40%. Để có được kết quả trên, công ty cổ phần xây dựng Vina Delta đã huy động hàng chục máy móc, thiết bị chuyên dụng và nhân lực để tổ chức thi công. Những điểm nào cần chú trọng vào là chúng tôi chú trọng để hoàn thành trước nhiệm vụ trên giao cho. Với khí thế quyết tâm cao của các nhà thầu thi công, những tuyến đường trọng điểm của Hưng Yên sẽ sớm đi vào khai thác, sẽ thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Còn khoảng một tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch, nhưng hiện tại Hợp tác xã Vải Trứng Hưng Yên ở xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Xã Đa Lộc hiện có hơn 40 ha trồng vải trứng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, vải trứng được mùa, dự báo sản lượng tăng gấp 2 năm ngoái, ước đạt hơn 30 tấn. Hiện tại, Hợp tác xã bắt đầu ký kết hợp đồng tiêu thụ vải với mức giá tiêu thụ vải trứng là 90.000 đồng 1 kg. Đối với những hộ là thành viên Hợp tác xã, 88.000 đồng 1 kg với những hộ còn lại. Đến nay, có gần 20 hộ đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Quả vải phải đảm bảo các tiêu chí như dưới 19 quả đạt 1 kg, không bị sâu đầu, mẫu mã đẹp, chất lượng ngon và thu hoạch đúng thời điểm. Đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích, áp dụng khoa học để nâng cao sản lượng. Vào chính vụ, vải trứng có giá bán hơn 100.000 đồng 1 kg. Theo cái bên thu mua mà đặt giá hàng như thế, chúng tôi vô cùng phấn khởi và rất tin tưởng với lại cái thành quả của chúng tôi làm ra, yên tâm mở rộng diện tích để trồng tiếp cây vải trứng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo từ hôm nay ngày 4 tháng 5 chính thức tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 3% so với giá hiện hành. Cụ thể, giá điện bán lẻ bình quân mới là trên 1.920 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá bán lẻ điện bình quân cũ đã được duy trì 4 năm nay là trên 1.864 đồng 1 kWh. Mức tăng này được căn cứ vào chỉ đạo trước đó của Bộ Công Thương. Sau khi có giá bán lẻ điện bình quân mới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tính toán giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng. Thưa quý vị và các bạn,
việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, chủ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng sinh hoạt cũng như là phục vụ sản xuất. Và điều này rất quan trọng đối với Hưng Yên là một tỉnh đang phát triển công nghiệp, đô thị bởi việc tiêu thụ điện năng rất lớn. Năm 2019, công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên đầu tư hơn 60 tỷ đồng trang bị 12.000 tấm pin, rộng khoảng 26,5 nghìn mét vuông điện áp mái và hệ thống biến tần. Hệ thống điện năng lượng áp mái tại nhà máy đã phục vụ cho vận hành các dây chuyền sản xuất. Sản lượng điện áp mái sản xuất hàng tháng được công ty sử dụng trực tiếp khoảng 45% công suất, đồng thời còn bán lại cho ngành điện từ nguồn điện năng lượng mặt trời. Được biết, hàng năm công ty tiết kiệm được khoảng 1,3 triệu kWh điện năng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng một năm. Mặc dù các cái chi phí ban đầu có thể nó rất là lớn, đáp ứng những cái yêu cầu sản phẩm xuất khẩu đi các nước châu Âu, thì chúng tôi thấy rằng là khi đầu tư nó sẽ có rất nhiều lợi thế. Sau khi lắp đặt xong thì chúng tôi đã sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng đó vào cho cái hoạt động sản xuất và giảm các cái chi phí về năng lượng cho doanh nghiệp. Sản lượng điện thương phẩm tại Hưng Yên 4 tháng đầu năm 2023 là trên 1.631 triệu kWh, trong đó điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70%. Nếu mỗi doanh nghiệp mà chủ động tiết kiệm được điện trong sản xuất thì sẽ góp phần tiết kiệm nguồn điện năng tiêu thụ rất lớn. Bên cạnh đó cũng góp phần hạ giá thành sản phẩm, đưa sản phẩm do doanh nghiệp mình sản xuất ra có tính cạnh tranh cao hơn khi đưa ra thị trường tiêu thụ so với các mặt hàng cùng loại. Sử dụng cái máy móc và thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng này, dùng năng lượng mặt trời này, rồi dùng các ánh sáng tự nhiên, rồi kết hợp trong quá trình sử dụng tắt bật hợp lý, thì sau khi mình áp dụng các biện pháp đấy thì năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm nó giảm rõ rệt. Từ năm 2020, gia đình bà Hà Thị Luyến ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã trang bị 3 đèn tích năng lượng mặt trời để chiếu sáng sân vườn. Các đèn này có công suất lớn nhưng lại không tiêu hao điện năng. Mỗi tháng nhà bà Luyến tiết kiệm được hơn 100.000 đồng so với trước kia. Tối đến thì nó mới sáng cho ban ngày. Từ hồi tôi thắp đến giờ tôi chả bao giờ tôi phải thay cái gì. Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2030 với mục tiêu tiết kiệm từ 5 đến 7% tổng tiêu thụ giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8 đến 10% giai đoạn từ 2025 đến năm 2030. Được biết trong mùa nắng nóng năm nay, dự kiến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tăng từ 10 đến 15%. Vì vậy mà việc tiết kiệm điện đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân và doanh nghiệp. Tình trạng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, sử dụng xe mô tô lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Công an thành phố Hưng Yên xử lý hơn 30 đối tượng. Cụ thể, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ trinh sát hóa trang, phát hiện xử lý 32 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đối với các vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, bóp còi, không gắn biển kiểm soát, không có giấy phép lái xe. Ngoài ra phát hiện 2 trường hợp tàng trữ gậy 3 khúc bằng kim loại, lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 phương tiện mô tô, xe gắn máy. Điều đáng nói, trong số 32 đối tượng bị xử lý có tới 31 trường hợp độ tuổi dưới 18 khi điều khiển xe mô tô còn mang theo vũ khí, lạng lách di chuyển qua nhiều tuyến phố, khiêu khích người tham gia giao thông và thách thức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Kế hoạch này của chúng tôi là xuyên suốt, không có điểm dừng. Chúng tôi một tháng thì thường chúng tôi sẽ làm một tuần là 5 ngày, 6 ngày đến 7 ngày. Không chỉ công an thành phố mà công an phường, công an xã cũng thực hiện theo cái điện mật của giám đốc, là chúng tôi cũng tuần tra kiểm soát để làm công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn, từng xã, từng phường và các tuyến đường ở trên thành phố. Qua đây thì tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao các phương tiện khi con em mình chưa đủ điều kiện về độ tuổi để tham gia giao thông phương tiện, và cần quản lý chặt chẽ, giáo dục đảm bảo hơn nữa để các cháu, các em nó chưa đủ cái sự hiểu biết về quy định của pháp luật để nó không vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia giao thông. Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử phạt 19 trường hợp xe chở khách vi phạm luật giao thông.
Tổng số tiền xử phạt trên 62 triệu đồng, chủ yếu là lỗi vi phạm chở quá số người quy định. Điển hình vào chiều ngày 3 tháng 5, tại tuyến cầu Yên Lệnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng xe biển kiểm soát 18B01391 đi từ Đồng Văn qua cầu Yên Lệnh. Xe 29 chỗ ngồi nhưng tài xế đã chở hơn 40 người. Tổ công tác phát hiện xe chở quá số người quy định, không chạy đúng tuyến và không có lệnh vận chuyển. Ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để góp phần đảm bảo an toàn giao thông.